Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kim Nhung xin kính chào các khán giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi The Kim Nhung Show. Một mỗi tuần một sự kiện, tuần này trở lại với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã và thưa quý vị, Ngày 29 tháng 9 vừa qua thì quần chúng Mỹ và cả thế giới đã theo dõi cái cuộc tranh luận giữa tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng như là cựu phó tổng thống Joe Biden, ứng viên của hai đảng Cộng hòa và dân chủ trong chức vụ tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Và tuy nhiên, đây không phải là một cuộc tranh luận chính trị theo đúng nghĩa của nó và À, theo yêu cầu chỉ dẫn của Ủy ban Tổ chức Tranh luận Tổng thống và Phó Tổng thống, một cái tổ chức bất vụ lợi thành hình từ năm 1988, chương trình The Kinh Sô, mỗi tuần một sự nghị ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại với buổi nói chuyện với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. À, quý vị cũng biết ông là nhân vật cũng đã có hơn nửa thế kỷ tham dự và sinh hoạt với xã hội chính trường của Mỹ từ thập niên 60-70. À, ông sẽ nhận định về cuộc tranh luận ngày 29 tháng 9 vừa qua. Kim Nhung kính mời quý vị theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chào ông. Dạ, xin chào Kim Nhung và xin chào các uh, khán thính giả của chương trình. Dạ vâng, thưa với ông, như Kim Nhung có nói như phần trên đó là ông đã là một nhân sự rất là cốt yếu trong bang giao Việt Mỹ từ năm 1970 với cái tư thế là Tổng trưởng Dân Vận Chiêu Hồi và cụ thể hơn là với cái vai trò cố vấn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. À, trong cái giai đoạn trước khi ký kết hiệp định ba lê ngày 27 tháng giêng năm 73 và đó cũng là cái thời điểm của cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông tổng thống Nixon mà cái kế hoạch Việt Nam hóa chấm dứt chiến tranh Việt Nam đó là yếu tố quyết định nên cái lần thắng lợi tái đắc cử toàn diện với cái số phiếu mà năm đó đã là 520 phiếu cử tri đoàn của 49 tiểu bang. Và cái tỷ lệ chiến thắng lớn ấy cũng đã thể hiện từ cái cuộc tranh luận có tính rất là thuyết phục và áp đảo của Tổng thống Nixon trên đối thủ đó là ông McGovern của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà thưa ông, cuộc tranh luận ngày hôm nay, ngày vừa rồi đó là 29 tháng 9, lại hoàn toàn không có một cái tính chất cũng như là không có một cái hình thức của một cuộc tranh luận chính trị. Như vậy thì Kim Nhung có thể mời ông cho một cái nhận định rất là tổng quát trước khi chúng ta đề cập đến những cái chi tiết khác thưa với ông. À, thưa quý khán giả, có lần tôi đã nói chuyện với khán giả nói rằng cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống năm nay là một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng nhưng quên nhưng mà là nó có những cái khúc quanh thật là uh, bất ngờ thì như chúng ta sẽ bàn thêm cái bất ngờ đầu tiên đó là cái cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden ngày 29 tháng 9 vừa qua thì những khán thính giả nào có theo dõi Uh, những cái môn thể thao ở Mỹ trên truyền hình hay là coi trực tiếp thì thấy rõ là có những cái bộ môn thể thao Mỹ mà hai bên hút nhau, đụng nhau thì cái đó nó tiếng Anh nó gọi là contact sport là thể thao có đụng đảm thì cái cuộc tranh luận vừa rồi đó đâu là một cái ví dụ điển hình là trong chính trị, chính trị đối với Mỹ là một cái môn thể thao đụng chạm, contact sport thì quý vị đã thấy rõ đó, hai ông trong cái cuộc uh, tranh luận suốt 90 phút chỉ tìm cách áp đảo nhau làm cho bên phía kia lung lay và người dân như chúng mình theo dõi và muốn đặt cái tầm quan trọng trong cái cuộc tranh luận và để hiểu biết thêm thật sự ra không biết gì hơn là những gì mình nghe qua bốn uh, ngày của đại hội đảng dân chủ và bốn ngày của đại hội đảng cộng hòa thì thật sự ra đó chúng ta chứng kiến một cái khía cạnh rất là xấu xa trong tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. Suốt 90 phút tranh luận, hai ứng cư viên càng lúc càng hằng học với nhau, có những cái uh, lời lẽ và những cái hành động rất là là thiếu uh, tư cách, những lời lẽ bất lịch sự với nhau. Thì đó là cái khía cạnh rất là xấu xa. Nhưng đó là cái thực trạng tại vì hai bên vô người nào cũng vô cũng tìm cách gọi là, là là, tạo cái thế lợi để làm cho phía bên kia có thể nói là mất cái thăng bằng và lính quýnh rồi nói tầm bậy thì đó là một cái chuyện một cái chiến thuật rất là thông thường trong chính trị của Mỹ nhưng mà sau khi mà chúng ta coi 90 phút rồi đó câu đặt hỏi ra bây giờ, năm nay chúng ta dù cộng hòa hay là dân chủ sẽ phải chấp nhận một trong hai ứng cư viên đó khi mà hai một trong cả hai người đều chứng tỏ ra chưa có cái gọi là cái đủ cái cá tính và cái gọi là cái khả năng để thuyết phục chúng ta cũng như là dân chúng trên thế giới. Dạ vâng, nhưng mà dầu sao thì cái cuộc tranh luận cũng đã thành sự và cho người dân nó chứng kiến được cái hiện tượng xa xa, cái sự tranh chấp của đảng phái trong cái sinh hoạt chính trị Mỹ. Và Kim Nhung cũng biết là ông là một người du học ở Mỹ từ thập niên 60 và cũng đã tham dự cái hoạt động chính giới Việt và Mỹ từ thập niên 70. Và sau năm 1975 cũng như là làm việc và sinh sống trên đất Mỹ suốt 45 năm mà phải nói lên những cái nhận xét tiêu cực khó có thể chấp nhận về cái cuộc tranh gọi ngày 29 tháng 9. À, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái thực chất của cái cuộc tranh luận là gì và giúp cho cái người dân họ biết thêm gì về cái hai ứng cử viên uh, tổng thống mà vừa qua họ đã đưa ra những cái vấn đề mà phải nói là chúng ta chưa thấy được xả, cái gì gọi là để mà xả xứng đáng để mà có thể chúng ta bầu uh, xin mời ông. ạ Vâng, tôi nêu lên một cái vấn đề rất quan trọng là ngoài cái uh, gọi là, là khía cạnh xấu xa hai bên tìm cách lấn áp nhau. Ờ, nhưng thật ra cái cuộc tranh luận nó rất quan trọng là thứ nhất chúng ta thấy rõ cái chiến lược của hai phe. Thứ nhất là củng cố cái số cử tri nồng cốt của đảng dân chủ cũng như đảng cộng hòa. Đó là mục đích đầu tiên. Mục đích kế tiếp ấy, là là thôi gọi là, là 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 thu hút một số cử tri của đảng đối phương về với mình. Vì những gì mình trình bày Và thứ ba là Thuyết phục Cái số cử tri mà chúng ta gọi là Còn do dự Thì theo thống kê Năm nay đó, Cái số cử tri đó Cỡ từ từ 5 cho đến 8% Đó là cái mục đích Của ông Trump Cũng như là ông Biden Trong cái cuộc tranh cử Thành thử ra Sau cái 90 phút đó Chúng ta thấy rõ rằng Ông Biden Không có làm sức mẻ Cái sự ủng hộ của cử tri nồng cốt dân chủ mặc dù một số cử tri dân chủ có khuyên hướng phiên tả và cấp tiến nghĩa là thuộc à, khuyên hướng của ông bernie sanders sẽ rất có thể nói là không hài lòng nếu không muốn nói là bất mãn vì ông biden không nhấn mạnh những cái điểm của lập trường của phía tả của họ mà trước đây ông biden và ông sanders đã đồng ý với nhau và đã ra à, có thể nói là một cái tuyên ngôn đó là, là là, cái cái điểm mà phía tả sẽ nhắc ông Biden trong những tuần còn lại. Ông Biden cũng không có thuyết phục được cái số cử tri của Cộng hòa và số cử tri do dự La trong cái cuộc tranh luận đó. Ông ta tỏ vẻ được có lúc rất là bối rối, có lúc bực bội, nhiều lúc ngó xuống cái bục để tìm đọc những cái gì có thể nói là ban tham mưu của ông ta viết và để sẵn trong cái bục đó cái nhận xét thứ nhất về ông biden thứ nhì về ông trump thì dĩ nhiên là cái số cử tri cộng hòa cho ông này ra là con người rất là mạnh dạng vô là hút liền là đúng như là chúng tôi vừa nói cái chuyện mà gọi là contact sports và ông ta cũng không có thuyết phục được cái số cử tri dân chủ và do dự là vì cái thái độ và những cái à, lời nói của ông ta đối với ông Biden, thành thử ra mà những cái cử tri đó đó của dân chủ và do dự quên hẳn những cái điều tốt ông ta nói trong cái cuộc tranh luận là vì theo tôi cái cuộc tranh luận đó là cái cơ hội quá tốt cho ông Trump để nói lên những thành quả của ông ta trong suốt 3 năm mấy này, mấy tháng này là vì những thành quả đó do báo chí gọi là chúng ta nói là truyền thông dòng chính theo khinh hướng của đảng dân chủ thiên tả không hề đề cập đến mà nếu có đề cập thì chỉ nói về cái khía cạnh xấu thay vì khía cạnh tốt thành thứ ra cái cuộc tranh luận vừa rồi là cái cơ hội cơ hội rất tốt cho ông Trump nói lên cho hoàn có thể nói là tất cả uh, gọi là dân chúng ở, ở trên uh, ở trong xứ uh, này những người nào đã theo dõi cái cuộc uh, tranh luận đó thì theo tôi đó là một cái cơ hội tốt và một cái thắng lợi của ông Trump sau cái cuộc tranh luận đó. Kim Nhung xin phép ông để vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung xin phép với khán giả chúng tôi sẽ vào một số thông tin thương mại. Bảo trợ cho chương trình được Kim Nhung của nào chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị với buổi nói chuyện với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.